nấu sớm thì con Nói ăn đi, nói ăn đi, con còn nhiều lắm. Nó mới dậy luôn hả? Ngon không? Lấy muối không? không Lấy muối không? Lấy muối không? Lấy muối chấm. Thôi, thôi ngon không? lắm, vừa cái miếng tàu vừa ăn. Này hủ tiếu chay nha. Ừ. Hủ tiếu chay. Ăn chay nó dễ tiêu. Dạ. Ăn ăn vô cái thánh gấp. Lấy một cái muỗng bự không? Con lấy muỗng bự Ừ. ha. Ừ. Ok, lấy muỗng bự cho dễ dễ múc. Con ăn rồi, nội nội ăn đi. Tại thấy cái tô bự thôi chứ đâu có nhiều đâu. Anh hai mẹ đang đi thánh ta bỏ thằng đi đây. Cứ mắt đi làm. Nói giỡn là cái gì tao quên mặt. À, để mà nói nhé. Ông thủ tiếu này ngon lắm nha. Dạ. Ông thủ tiếu là. Nhưng vậy bà nội cũng còn ăn được á. Dạ. Còn ở dưới nữa đó. Ngon Ừ. ha. Mày có không ăn được là mày mua cho ăn chứ tớ không có là cô mua cho ăn được. Thì nói ăn gì mua cho nó ăn chứ. Ừ. Muối hả? Để một chút xíu à cho nó có mùi mùi muối. Để lấy khăn giấy cho. Dính tùm lum Hả? thấy đồ mặn dính hôi chứ mẹ chả. Bỏ cái muỗng mũ ra đi, lấy muỗng bự thôi. Hai cái mà. Tụi con lấy cái muỗng bự cho nội dễ dễ, dễ, dễ múc. Nó ăn không? Nó ăn cái tiết cha này cũng nghe ngon nha. Ăn giá rồi với ăn củ cà rốt rồi vô. Có củ cà rốt á. Củ cà rốt mềm không nội? Mềm ha. Hấp miếng nước vô. Thì có con cũng đỡ cho bà nội anh hai mẹ nó đi mà là vợ nó cũng vậy cũng còn ít có lo còn giờ ai đi chùa được hết nấy. Nguội rồi hả? Nước nguội chưa? Chưa ăn. Chưa hả? Ừ. Tối nay ngủ được không? Được. Ừ. Nhưng mà không con không cho ăn cũng không có ai cho những đứa nó đâu có nhớ vụ này đâu. Không có nhớ vụ này hả? Ừ. Không nhớ. Chứ nhiều khi nó không có tiền giặt giảm gì cái nọ thì nó đi mua bao nhiêu nó tính bao nhiêu còn con thì đúng ra có nhiều khi con đi mà được mà con đi ngay là con mua cũng mừng cho con cũng có nghề nghiệp cỡ mày không nghề nghiệp ta cũng đói cho Có mà hỏi chị hai nghỉ thì tại nay đi làm rồi, thứ bảy nhật nghỉ cũng có mua cho nội ăn mà. những ai mà có nghĩ tới nội được con Đúng rồi. đâu phải chúng ta đâu phải là nông ruột của người ta. Dạ. Nhưng mà cũng Chấm không tàu biết hủ hôm nào nó chưa có gặp đi ở đây nè chứ đâu sao không gặp. không chưa có gặp mua À, ví dụ mua, vậy mua rồi mà tại nội quên. Tại nội không nhớ, ai cũng có mua rồi. đó. Còn củ cà rốt không? Còn củ cà rốt ăn nữa không con lấy? Đây không có củ cà rốt Nội nội mới ăn á.
ăn rau vô nhiều vô. Giờ cái mắt à, Ừ. mười mấy ngàn gì chứ. Ừ. Bữa nội ăn mì chay ngon Ngon, giờ ở đây ăn gì chút đỉnh cũng ngon. Tại không? vì tối ngày không thoát đem lại thấy ăn vô rồi nghe ngon. Ừ. Với phần nội thì ăn chay cũng được, ăn mặn thì bây giờ mới ăn thôi. Tại bệnh hôm nay mày ăn gì chưa? Dạ, con ăn rồi. Con ăn bánh mì. Bánh mì thịt á hả? Mì không á, mì với chiên trứng á. Đợi nó nấu bánh mì cái nó kiên trứng bỏ vô cho con hả? Không, mình có trứng nhà mình ăn. Trứng gà ta. Nội thôi ăn đó không? Không hả? Có lòng ăn Để mà chiều này mình ăn món khác nói chung là cỡ như nhà nó có nó cũng cho nó ăn ha. Ừ. ừ. Mai mình ăn món khác đi, bánh mì ấp la đi ha. Ăn thử gì chứ ăn tiếp chay vậy cũng ngon, cũng ngon tại vì mình thích ăn chay mà. Nó nhớ này lâu lắm rồi không có ăn mặn Ừ. nhưng mà ăn nước chay này cũng ngon dữ. Thì bây giờ con nói con nghe, giờ nội già rồi, giờ quỳnh bước đây con mấy con thì giờ con nghĩ con nội thì cũng cho chứ không có cũng chịu thôi chứ biết làm sao. Giờ mình đặt ra mình phải làm người, phải có con có cái có dòng của họ chứ mình. Nhưng mà bé tư là ta không thấy đâu. Nó đi làm mà con cũng thấy nó đâu. Hình như là vợ nó. Là con nhỏ nào tao quên mày tên gì, Là anh Sương. nó cũng con nhà đạo hả? Dạ. Nó mì á, phải không? Nó mì á. Nó mì tươi á. Mì tươi hả? À, chứ không phải mì gói, đó là mì tươi, hủ tiếu mì tươi đó. Giờ nó mua một cái tô đương nhiên nổi rồi nha, À. mạnh vậy lắm nó sợ bể nó bán gì nghe nặng nề. Người ăn không tiếc không chai ngon lắm. Bữa nay nhà trai nhà mặn à? Bữa nay ngày mặn nữa. Con trai nó khóc. Ăn với tiêu chay là tốt hơn ăn chứ mặn. Chỉ nhiều khi mỡ thì nhiều khi mình ăn không tiêu á. Dạ. Nói chung là
đám cháu nội có mấy cái bay đỡ có tiền chứ mấy cái kia nó không có tiền nữa, đâu có cho, đâu có ăn, không đủ nó ăn, coi rồi cho mình ăn. Mấy chú mày ít khi nào muốn gì nhìn vậy rồi cho ta làm như nó không có tiền. Ừ. Ở xa đâu có mua được đâu. Ở gần là người ta mua rồi, người ta ở xa bệnh dịch đâu có về được. Tại giờ nó có con đó rồi. Rồi xong. Con lấy nước uống ha. Ừ, ăn chiếc chai này ngon. Nói uống nước đá, nước là nước ấm. Nước đá cũng được, nước ấm cũng được, nước thì cũng được. Uống phê không? Con pha rồi hả? Giờ pha uống không? Pha cho uống. Pha uống miếng. Cà phê gì? Phê cái mình bỏ đá vô mình uống. Phê sữa hay là phê? Mà có sữa đâu con pha? Có. Thì pha sữa. Thì uống ha. Làm cho nửa ly ha. Rồi ok. Bưng lên rồi uống coi ngọt không? Quậy chưa? Quậy rồi. Vừa uống. Ngọt không? Vừa uống không ngọt luôn. Mà lạnh không? Không có lạnh. Tại sao nó không có lạnh kệ nó không? Tại bỏ đá ít mà. Ừ. Uống đá nhiều viêm họng không? Viêm hả? Ừ. Nó không biết. Uống ấm ấm vậy rồi. Cà phê với sữa đó là ở đây thấy trong tủ á, chị hai mua ha, gì đó. Ừ. Chị hai mua để sẵn ha. Mình pha uống đi. Thì đó thì con lấy con pha đó. Nó về nó nói nó mới em mày nó pha cà phê đó. Dạ. Để biết đâu nó nói thì mới uống. Nó uống hết không? Lần miếng miếng hết trơn gì. Nhưng mà uống này hết cái vì mình có ăn kia rồi cái nó no lâu lắm. Để no lâu. Này nó không có nóng luôn. Ừ. Thì nãy con bỏ đá mà. Ừ. Rồi ăn hủ tiếu xong uống cà phê sữa. Trong rồi bắt tivi coi ha. Ừ. Ha, coi tivi ha. Ừ. Thấy chưa? Tôi nói rồi mình nghe nín thân định nó. Hả? Nó nói gì? Nó có mày còn mua cho ăn được. Anh hai mình nó làm biến, mua làm biến cho. Không biết nó không có tiền hay sao. Có mua mà là quên. Rồi giờ có bắt tivi cho nó coi ha. Ừ. Cái lương hay là bao công? Cái gì cũng được hết. Yeah. Có. Cái lương này có nhiều khi nó hát có gì hay không không biết thử. Ok. Để con bắt cho.